sản phẩm sẽ gồm có hộp, hai dây đeo, cáp sạc theo máy, một cái lưới sim, một sách hướng dẫn, khung sốt cố định và chống sốc cho sản phẩm. Trên sản phẩm mới màn hình sẽ có một miếng đề can chống trầy xước nhé. Mặt sau sẽ được phủ màng co. Mình thấy có những cái vết này thì đó là cái vết ở trên cái màng co đó, mình lột đi. Hoặc mình muốn để cho nó chống trầy xước thì tùy mình ạ. Dây gắn hai đầu, nút nguồn, nhấn giữ, tắt nguồn và mở nguồn. Cái này là mic lo, bên này mình sẽ gắn sim và cáp sạc. Được, ở trong máy luôn luôn sẽ có một cái khay đựng sim nhé, màu trắng. Mình sẽ test cáp sạc và test nguồn trước, sau đó thì mình sẽ gắn sim. Chết ngay gọi. Sạc ok, nguồn ok. Đây là khay đựng sim ở trong đồng hồ nhé. Lưu ý sim gắn vào đồng hồ thông minh là sim mạng 4G hoặc là 5G. Có đăng ký có cước lên mạng và nạp tiền trước khi gắn sim vào đồng hồ để sử dụng đầy đủ hết tất cả các tính năng có sẵn ở trong cái đồng hồ này. Ok nha, đã nhận sim qua sóng bên ok nè. Bây giờ cảm ứng ha. Đấy. Check email nè. 77758 77758 là năm số cuối của email. Bây giờ mình sẽ kết nối cuộc gọi tới cái điện thoại này và sau đó sẽ gọi ngược lại. Nhận cuộc gọi nhé. Alo. 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 Bây giờ mình sẽ gọi ngược lại. Cuộc gọi đến ha, nhấn nghe. Alo. 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 Như vậy là đã tiếng nghe gọi hai chiều, cảm ứng email, chích cáp sạc nguồn. Ok. Mình tắt máy ở đây hoặc là nhấn giữ bên đây cũng được. Khay đựng sim mình gắn vô và mình đậy nắp lại để nó không bị rơi ra. Kiểm tra phụ kiện là một lần nữa nhé. Khay lấy sim, cáp sạc, hai dây đeo, sách hướng dẫn, khung sốt cố định và chống sốc cho sản phẩm. Sách hướng dẫn của nó hoàn toàn là tiếng Anh, cho nên shop sẽ kèm theo cho mình một cái file hướng dẫn bằng tiếng Việt chi tiết hơn. Đây ạ. Hướng dẫn.